Nhân dịp Tết đến, lãnh đạo của hàng loạt thương hiệu ô tô tại Việt Nam, trong đó có cả ông Oda và Zeko. Đây là hai thương hiệu con mới được thành lập của hãng xe Trung Quốc Cherry. Hai thương hiệu này cũng chuẩn bị bán xe tại thị trường Việt Nam trong năm nay. Phó Tổng Giám đốc thương hiệu ông Oda và Zeko đã hé lộ dàn sản phẩm sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong năm nay gồm ông Oda C5, ông Oda E5, Zeko Z7. Zekoji 7PHEV. Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại thông tin về ba mẫu xe mà hai thương hiệu con của Cherry sẽ bán tại Việt Nam trong năm 2024. 1. Om Oda C5 Vào hồi cuối tháng 1, thương hiệu Om Oda đã tổ chức sự kiện lái thử mẫu xe C5 ở Việt Nam. Mẫu xe này ban đầu được biết đến dưới cái tên Om Oda 5 và thuộc phân khúc SUV cỡ B. Như vậy, đây sẽ là một trong những mẫu SUV cỡ B mới sẽ bán ở Việt Nam trong năm 2024 này, bên cạnh đồng hương Havan do Lion. Om Oda C5 sở hữu ngoại hình khá trẻ trung, và cá tính với lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn, nối liền dài đèn LED định vị ban ngày. Bên cạnh đó là cụm đèn pha nằm dọc khá lớn, vành năm chấu phối hai màu thể thao và nóc dốc về phía sau theo phong cách xe cúp, mang đến ngoại hình phong cách hơn cho mẫu SUV cỡ B này. Đằng sau là cụm đèn hậu LED với thiết kế mũi tên, nằm vắt ngang đuôi xe hai ống xả kép hình chữ nhật và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Bên trong là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những chất liệu mềm mại và ghế bọc da tạo cảm giác dễ chịu. Ghế trước của xe được thiết kế theo phong cách xe đua, ôm lấy thân người ngồi. Tuy nhiên, vì thiết kế nóc dốc về phía sau, nên khoảng không gian phía trên đầu hành khách phía sau khá hạn chế. Điểm nhấn bên trong nằm ở màn hình cỡ lớn, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10.25 in thêm vào đó là ghế lái chỉnh điện thông khí, điều hòa tự động hai vùng, giá để ly làm mát đồ uống, sạc điện thoại không dây, cổng USB tai A và tay C và cửa sổ trời. Nằm bên dưới nắp capo là động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, với công suất tối đa 154 mã lực cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT, giả lập chính cấp số, và tiêu thụ lượng xăng trung bình 6 lít 9 cho 100 km. Om Oda C5 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có giá bán dự đoán trên dưới 700 triệu. 2. Om Oda E5 Om Oda E5 là mẫu ô tô điện mới được bán ở thị trường Indonesia vào hồi đầu tháng 2 vừa qua. Tại thị trường này, xe có giá khởi điểm 778 triệu. Om Oda E5 tại Việt Nam dự kiến cũng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và cạnh tranh với VinFast VF 34 Om Oda E5 trên thực tế chính là phiên bản thuần điện của C5 kể trên xe có kích thước và thiết kế tổng thể khá giống với Om Oda C5. Tuy nhiên, một số chi tiết ngoại thất đã được điều chỉnh cho phù hợp với xe điện, như lưới tản nhiệt đóng kín, hốc gió trung tâm rộng hơn, vành la răng với thiết kế khí động lực học và sự biến mất của ống xả phía sau. Tương tự ngoại thất, nội thất cũng được thay đổi nhẹ so với C5, như cần số mới nằm trên cụm vô lăng hay cụm điều khiển trung tâm gọn gàng hơn. Nội thất của mẫu ô tô điện này được bọc ra hai màu tương phản, ốp gỗ và ốp kim loại màu bạc. Tại thị trường Indonesia, E5 có những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền, với màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12.3 in, hệ thống đèn viền LED 46 màu và điều hòa chỉnh bằng cảm ứng. Om Oda E5 được trang bị mô tơ điện có công suất tối đa 204 mã lực bên cạnh đó là pin có dung lượng 61 kW, mang đến quãng đường di chuyển 430 km sau một lần sạc đầy. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30 đến 80% bằng bộ sạc nhanh là 28 phút. 3. Zeco Z7. Z7 chính là phiên bản dành cho thị trường ngoài Trung Quốc của mẫu xe Cherry Exploration 06. So với ông Oda C5, mẫu xe này có kích thước nhỉnh hơn dù cùng thuộc phân khúc SUV cỡ B. Nếu như ông Oda C5 được thiết kế theo hơi hướng trẻ trung, cá tính thì Zeco Z7 lại trông lành hơn và gợi liên tưởng đến xe Land Rover. Mẫu xe Trung Quốc này sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với những nan nằm dọc, đèn LED định vị ban ngày tách rời với đèn pha LED, tay nắm cửa ẩn, vành hợp kim 19 inch và đèn hậu LED. Bên trong xe, được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 in và màn hình, cảm ứng trung tâm 14.8 in tách, rời thay vì nối liền như OM ODA C5. Thêm vào đó là tính năng kết nối Apple CarPlay Android Auto không dây, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hai sạc điện thoại không dây 50W, màn hình hiển thị thông tin kính lái hắt, đèn viền trang trí, ghế trước sưởi thông gió và cửa sổ trời. Tại thị trường Việt Nam, sẽ có hai tùy chọn động cơ là máy xăng thông thường và hệ truyền động plug-in hybrid. Trong đó, máy xăng dùng động cơ 4 xi lanh, tăng áp dung tích 1.6 lít đi với hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B này còn có 7 chế độ lái, với xe Cozy 7 PHEV, động cơ sẽ là loại 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít kết hợp cùng motor điện và hộp số DHT hãng Cherry khẳng định G7PHEV có thể chạy 100 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Đồng thời, xe tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 4 lít 9 cho 100 km. Phiên bản PHEV sẽ có hai tùy chọn pin với dung lượng 20 kW và hơn 30 kW. Đáng tiếc là giá bán của Zeco G7 và G7PHEV tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ.